Thưa quý vị và các bạn, thu hút đầu tư là động lực, là đòn bẩy để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Và từ 8 năm nay, vào những ngày đầu xuân năm mới thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An luôn tổ chức gặp mặt các nhà đầu tư. Đây là một hoạt động lớn có ý nghĩa trong công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh. Và trong chuyên mục đối thoại với cử tri hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay ông Lê Ngọc Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để cùng trao đổi về những cái định hướng cũng như là nét mới trong hoạt động thu hút đầu tư của xuân Đinh Dậu 2017. Xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, thì câu hỏi đầu tiên, thì năm 2016 được đánh giá là một năm khá là sôi động của hoạt động thu hút đầu tư. Vậy thì ông có thể khái quát lại những cái bức tranh thu hút đầu tư của năm 2016 ạ? Vâng, năm 2016 chúng ta có thể đánh giá là một năm khá thành công trong hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư của tỉnh Nghệ An chúng ta. Nó được thể hiện ở cái cách thức thay đổi, cái cách thức tiếp cận nhà đầu tư cũng như cái cách thức tổ chức các cái hoạt động đối ngoại. Về cái kết quả thì 2016 chúng ta đã thu hút được trên 120 dự án với tổng giá trị trên 33.000 tỷ đồng, và một số dự án đã đi vào hoạt động, nó tạo thêm cái nguồn lực việc làm cho người dân của chúng ta và cũng đóng góp thêm cái nguồn ngân sách của tỉnh. Thầy thấy rằng là đó là những cái kết quả rất là tích cực. Thưa ông, thì được biết là hoạt động xúc tiến đầu tư thì chúng ta đã triển khai từ năm 2009 và năm nay đã là năm thứ 9 rồi. Vậy thì cái diễn đàn năm nay thì có gì mới và quy mô của nó như thế nào thưa ông? Năm 2017 thì cũng theo thông lệ là năm thứ 9 chúng ta tổ chức cái hội nghị gặp mặt nhà đầu tư. Và năm nay thì cũng tiếp tục với 2016, chúng ta có một cái thay đổi nữa về căn bản đối với cái cách thức tổ chức, và chúng ta đi sâu vào cái hoạt động gặp mặt tri ân và kết nối để chuẩn bị cho các cái sự kiện xúc tiến đầu tư trong năm 2017. Về quy mô thì năm 2017 này chúng ta có thể nói là chúng ta gọn hơn so với 2016, với quy mô dự kiến khoảng độ 500 đại biểu. Và đặc biệt là đối với các nhà đầu tư thì chúng ta mời rất nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư lớn, các cái tập đoàn lớn ở trong nước, rồi các cái nhà đầu tư FDI. Vậy thì cái định hướng của chúng ta là gì? Cái định hướng trong cái hoạt động xúc tiến đầu tư trong năm nay ạ, tức là chúng ta sẽ ưu tiên vào những cái lĩnh vực nào thưa ông? Về cái định hướng trong năm 2017 thì trước hết phải xuất phát từ những cái tiềm năng của tỉnh. Thì tỉnh cũng xem xét là trước hết là trong khai thác cái thế mạnh của chúng ta trong khu kinh tế Đông Nam. Thứ hai là chúng ta khai thác tiềm năng của tỉnh về cái du lịch, các kết nối về du lịch vùng Bắc Trung Bộ và cả nước, cũng như là các cái điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thứ ba, chúng ta khai thác về cái tiềm năng của chúng ta đối với cái đất miền Tây, về cái nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thưa ông, thì trong thời gian gần đây thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều thứ gửi về của khán thính giả trong cái chuyên mục đối thoại với cử tri. Thì nhiều ý kiến cho rằng cái việc thu hút đầu tư của chúng ta thì tổ chức rất là tốt. Thế nhưng mà các cái dự án đó thì vẫn đang tập trung nhiều ở thành phố lớn hoặc là những cái huyện lân cận. Vậy thì nhiều người thắc mắc là vậy thì các huyện miền núi thì sao? Ông có thể giải đáp cái thắc mắc này của nhiều cử tri ạ? Thực sự lãnh đạo tỉnh cũng đã rất trăn trở về cái vấn đề này, và những cái lo lắng của cử tri là có cơ sở. Tuy nhiên cũng rất mong đông đảo cử tri tỉnh nhà chúng ta hãy có niềm tin đối với lãnh đạo tỉnh trong cái định hướng chiến lược phát triển của tỉnh. Trước hết về cái thu hút thì chúng tôi hy vọng là những cái gì chúng ta khai thác tiềm năng và nhà đầu tư đang còn quan tâm thì chúng ta tranh thủ hết sức, nhưng mà không quên các cái nhiệm vụ mà chúng ta thu hút đến các cái vùng sâu vùng xa, đặc biệt là các cái huyện miền núi. Cụ thể ở đây thì tôi có thể khẳng định là ngoài cái việc tập trung vào các cái khu kinh tế như chúng ta khai thác thế mạnh của V-Ship và Hamline, thì tỉnh cũng đang mạnh dạn kêu gọi các cái nhà đầu tư để khai thác cái tiềm năng ở miền Tây Nghệ An. Tỉnh, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục sau khi kêu gọi thành công ở các cái khu kinh tế, khu công nghiệp và các cái điểm tập trung, thì tỉnh sẽ tiếp tục đưa việc làm về với người dân để cũng giảm bớt cái phần trăn trở, những nỗi lo của cử tri đối với cái việc làm của địa phương, và đây chính là trách nhiệm của tỉnh. Vâng ạ. Tức là người dân miền núi, người dân ở các huyện vùng cao thì hoàn toàn có thể tin tưởng và kỳ vọng rằng là năm nay cũng như là các năm tiếp theo thì các cái dự án xúc tiến đầu tư của tỉnh sẽ có thể là sẽ về với các cái bà con ở các huyện khó khăn, phải không ạ? Đúng vậy. Tuy nhiên thì
tôi cũng rất mong cử tri tỉnh nhà chúng ta cũng phải có một cái nhìn nhận. Thực sự thì nhà đầu tư chúng ta không thể dùng mệnh lệnh hay là bằng cái gì mà họ phải nhìn vào đó là có khả quan về cái kinh doanh hay không. Cái khả quan hay không thì lại phụ thuộc vào cái cơ chế chính sách cũng như cái tiềm năng của tỉnh. Và những cái này thì tỉnh đang lựa chọn các cái cách thức để tiếp cận các nhà đầu tư. À, thưa ông, thì câu hỏi cuối cùng đó là để kêu gọi và thu hút được nhiều tập đoàn và nhà đầu tư lớn về với tỉnh Nghệ An thì hiện nay tỉnh của chúng ta sẽ cần phải làm gì ạ? Có thể nói trong những năm vừa qua, đặc biệt là từ năm 2014 đến nay, tỉnh đã làm rất nhiều trong thay đổi rất nhiều trong cái cách thức tổ chức, rồi tiếp cận nhà đầu tư, rồi hoạt động đối ngoại, đặc biệt là cải cách hành chính ở các sở ngành và các địa phương. Làm sao đó để tránh tình trạng là cái câu mà người ta còn rất khó chịu, đó là trên thì rải thảm mà dưới là rải đinh. Thì chúng ta làm sao nhà đầu tư vào đây, vào là được kết nối, vào được nhưng mà chúng ta không phải giữ, mà họ phải tự yêu quý cái đất này, yêu quý con người ở đây để họ ở lại với chúng ta. Chứ còn vào để tìm mọi cách để giữ họ, tìm ở đây là tìm cơ chế chứ không thể tìm mọi cách để mà lôi kéo, để mà trói buộc họ ở đây. Thì từ những cái suy nghĩ và cái tiềm năng đó thì tôi nghĩ rằng là toàn dân cũng như lãnh đạo chính quyền của chúng ta sẽ cố gắng làm sao để cải thiện cái hình ảnh Nghệ An sẽ là một điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Với những cái chia sẻ của ông thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng rằng là năm 2017 này sẽ chúng ta sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn nữa trong cái hội nghị xúc tiến đầu tư này. Một lần nữa thì xin được chân thành cảm ơn ông vì đã tham gia trao đổi với chúng tôi trong cái chuyên mục đối thoại với cử tri. Chuyên mục đối thoại với cử tri của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được dừng lại tại đây. Chuyên mục đối thoại với cử tri được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mọi thắc mắc của cử tri xin gửi về địa chỉ đối thoại với cử tri ntv@gmail.com.